đấy, tất cả làm sướng thế. Có cây sung hay đấy nhỉ, sung quá đấy, đừng làm ghê nhỉ. Đấy, hay đấy. Đi lại gió gãy hay là gì, gãy mất cái cạnh kia tiếp quá. Xe nó đi xếp gió, xếp là cạnh nó gió nó gãy mất. Sáng giờ mở hàng cái nào chứ bác? 4-5 cây rồi. Ôi, thế bán nhất chợ rồi đấy. Đồ xinh xinh này dễ. Đó. Ruối rất nhiều lắm, ruối xanh rất toàn bộ là mini. Cây cũng nghiến, có cây cũng nghiến mới đây. À thế à? Có phải nghiến thật không? Được rưỡi. Vẫn là cây hôm chưa chưa. Hôm đi bán rồi. Loại hôm trước đây. Có 2 cây bán được cây rồi, còn cây. Đấy, loại vẫn loại đấy. Đúng, vẫn loại đây, cũng nghiến thôi. Con này 1,5 triệu. Đấy, quay. Đấy, người thích đồ lạ là vượt ngay. Anh em nào thích thì là giao lưu. Rồi. Điện thoại là 0988207376. 0988207376. Rồi. Đấy, cái chuối này thì bao tiền? Cái chuối này 1,5 triệu. Con xa nghìn cân. Đây, cây xanh này anh xanh 1,5 triệu. Đấy, như thế thôi. Cây này 800. Nhưng mà ngủ trên xe sao vẫn nổ máy thế? Đang hóng to lên xe. Sung này. Cái sung 500. Đấy, đẹp đấy, già lắm rồi. Chuối viết như này thì từ vài trăm thôi đúng không? Nhiệt thôi. Nhiều bằng ngàn. Thế còn cái sung kia? Cái sung đấy là bán hộ thằng Đồng Liên, nó bảo đúng 500 nó mới bán. À thế à? À cái sung quả kìa. À, mang từ quê lên thì. Đấy. Liên nó bảo đúng 500. Quả lùng lẳng thích. Đấy, có quả cả tận dưới gốc. Cái tay cái ngọn này mà làm mà đẹp tí nữa thì được. Cái đấy quá. Sung này sung siêu quả. Là hết đường nọ như kia. Đúng rồi. Đấy, có cành đẹp quá thì cô cần thế này mà nhiều quả. Có cần gì nước đâu. Đấy, quả thì gốc. Cô cần mà vẫn có quả. Đấy. Loại nó đã có quả thì nó dễ. Cây nào không ra thì mãi mãi cả ra. Trên ngọn này mà nó có đôi quả nó buông xuống thì cũng đẹp. Ok bác. Lục lạc. Xi trắng. Dáng rất là tốt. Ok, bề thế nhưng mà đấy. Xi trắng đẹp đấy, đẹp. Mở hàng cái nào chứ bác? Hay chưa, bây giờ đến. À thế. Đấy có cây túc tiếc thì sộp. 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 Quái ghê. Dạ. Cái này thì là bao tiền bác? Cái này 4,5 triệu. 4,5 triệu. Rất hoành tráng. Còn phi lao kia? Phi lao đấy 18. 18 triệu, rất bay nhỉ. Cho nên đỗ chỗ này hơi kín nhỉ. Bay 18 triệu. Đấy. Em còn đứng mặt trước quay vào thì dễ. Đây là nhìn như cây nhãn ấy nhỉ. Anh chưa biết là cây gì. Cây rừng. không phải. Không sạch xe. Cái này là hay thấy trên rừng này nhưng mà tôi cấu cái lá người đó nhé. Chả có mùi gì. Trời ơi, nó xoay.
thân nó sạch sạch sẽ nhỉ, mịn mà. Đấy thì còn cây vô danh thì bao nhiêu tiền mà? 3 triệu rưỡi. Đấy. Muốn về đặt tên gì thì đặt. Thế còn cây mai này bao nhiêu bác? 3 triệu đấy. 3 triệu. Đẹp đấy. Đẹp. Gốc to đấy. Thế cây sung hôm trước là gửi đi tận đâu? Bán tại Hải Dương. Cái ship à? Không, anh nhà anh xe chở lên đây. À. Nó xe lắp đại. Tốt quá. Gần nhanh mà. À, ừ, đúng rồi. Lên xa này thì bao nhiêu bác? Xa 3 triệu. Đây cũng của mình ạ. À? Cái này bao nhiêu? 8 triệu. 8 triệu. Khu nhân nhà ai đây ngủ ngon thế. Xem còn cái gì đấy, khu Phủ Lộc Vương này. Cái rừng rành rành này thì bao nhiêu anh? Một người chắc bê nặng. Nặng. Bê là bán em á. Đẹp đấy, cái này nhiều cái đẹp đấy. Rừng mình dành ba vai. Đây hả? Khó quá, để trong thùng xe này khó xem. Này còn ở trong kia nữa cơ. Trong kia nữa kìa. Đây là ba cây của ông Nhạn đây. Ông Nhạn có cái cây lùn lùn này cũng hay này. Đấy. Rất là xanh tốt này. Mập mà cái dòng xanh quê nhưng mà nuôi rất sướng. Con chợ là cốt cá nó có đẹp hay không? Xanh quê nuôi rất sướng. Nuôi này nó to vào. Đặt dây giá mang quán bị nổ. Ông ngồi uống nước đâu ấy, chả biết đá nổ nào đâu. Đó. Cây quê cổ của cái xe ô tô này của ai? Sơn quê dáng cổ rồi. Bể mới nhưng mà in 1968. Đấy, cái cây này chính là bê Sơn Điệp cho bể nhanh nhẹ, nhưng khả năng bể nhanh to hơn.
để kia của mình rộng chín mấy mà rộng hơn 70 mà. Làm cái như này đấy, cái cổ này vẫn đẹp đấy. Chả biết ông chủ chắc mày bật điều hòa ngủ ở trong kia rồi, chả biết bao tiền. À mới nhất sang đây nhé. Kinh nghiệm này lại có thể bao vai được rồi. Ôi giời, đằng sau hơi chán. Hả? Ở đằng sau hơi chán. Cái này nhìn được hết đấy. Già. Đây cũng cái ngọn ngày xưa cắt ra đây. Hả? Cũng là cái ngọn ngày xưa cắt ra đây. Kinh nghiệm đâu. Mùi. Đây cảnh nó cứng. Cũng được nhưng mà chắc là căng ấy. Cây của Dũng kia quá nhưng mà đắt lắm. Nó là từ nó là cái hàng này. Xe ở Dũng chưa đang tầm 3-2 triệu. Cái cục đứng kia ạ. Đó là cái xe pin ấy. Hôm nay thì chắc ngủ rồi bác nhỉ? Không. Ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hỏi giá mà. Không, con nào? Hỏi con nào? Đấy, con này thôi bác nhỉ? 4 triệu rưỡi. Con ba vai này gì? Thế còn con cổ này? À, cái này của bác à? Hôm kia có cây xi trắng mình tiếp đấy. Ra ra đây báo giá đi ông. 12 triệu. 12 à? Đồng xanh này đẹp đấy, đồng xanh nguyên mực. Mười hai. Còn cây đẹp đẹp này vẫn chưa lên được à? Nó giả có 3 đồng rưỡi. Mà bao tiền thì bán? 4 triệu. Ui, sắp tới rồi, yên tâm. Dòng xanh này nuôi dễ sướng. Con được chưa? Mua anh chơi à? Ô tô này chưa? Đâu anh ơi? Anh giờ tuổi ra anh là chơi là không mấy đâu anh rồi. Đấy, cây thôi, tặng của anh. 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 Hết trả vay gì nay, nói chung chợ vắng vắng hết hết chợ hai thì giờ hết chợ, đằng kia còn nhưng mà liều tiểu tổng quay vẫn như làm. Ok các bác nhá.